Kính thưa cộng đoàn, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên sinh ngày 26 tháng 10 năm 1960 tại xã Tráng Liệt, nay là thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, thuộc giáo xứ Kẻ Sặt, giáo phận Hải Phòng. Ngài là con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên hiện là Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đồng thời là Phó Chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Song thân của Ngài sống bình dân và có mong muốn cho Ngài bước vào con đường tu tập từ sớm. Năm lên 8 tuổi, cậu Giuse Vũ Văn Thiên đi giúp lễ cho cha xứ Kẻ Sặt là cha do A Kim Nguyễn Quang Mỹ. Sau 2 năm thì gia đình cho cậu vào sống trong nhà xứ để tiện cho việc tu tập. Năm lên 14 tuổi, cậu Vũ Văn Thiên đi theo linh mục Nghĩa Phụ đến sinh sống tại tòa giám mục. Sau 8 năm giúp việc tại đây tòa giám mục, ngày 23 tháng 9 năm 1982, chủng sinh Giuse Vũ Văn Thiên được Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương gửi đi học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Sau quá trình tu học dài hạn, ngày 24 tháng 1 năm 1988, thầy phó tế Giuse Vũ Văn Thiên được phong chức linh mục và thuộc linh mục đoàn giáo phận Hải Phòng. Nghi thức phong chức linh mục được cử hành bởi Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, giám mục giáo phận Hải Phòng. Sau khi thụ phong linh mục, cha Giuse Vũ Văn Thiên được bổ nhiệm làm thư ký tòa giám mục Hải Phòng, sau đó làm quản sứ giáo xứ Mỹ Động. Đến năm 1994, ngài được điều chuyển đến quản sứ giáo xứ Đồng Xá cho đến năm 1996. Trong thời gian này, ngài còn được giao quản nhiệm giáo xứ Thắng Yên và giáo xứ Nghĩa Xuyên. Năm 1996, cha Giuse Vũ Văn Thiên được cử đi du học tại Paris, nước Pháp, khóa học kết thúc vào tháng 12 năm 2000. Trở về nước, ngài đảm nhiệm vị trí giáo sư thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Ngày 26 tháng 11 năm 2002, Đức giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm cha Giuse Vũ Văn Thiên làm giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng, kế nhiệm Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương. Đức cha Nguyễn Tùng Cương đã qua đời trước đó nên giáo phận Hải Phòng đã chống tòa trong 3 năm. Một điều rất thú vị là Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên chính là vị giám mục chính tòa đầu tiên được xuất thân từ giáo phận Hải Phòng. Giáo phận Hải Phòng lúc này chỉ có khoảng 20 linh mục, các cơ sở tôn giáo như nhà thờ bị xuống cấp và hệ thống giáo hạt bị xóa sổ sau năm 1954. Ngày 2 tháng 1 năm 2003, thánh lễ tấn phong giám mục Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên được cử hành tại khuôn viên nhà thờ chính tòa giáo phận Hải Phòng. Chủ phong là Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụ, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Hai giám mục phụ phong là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục giáo phận Nha Trang, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình. Khẩu hiệu giám mục của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên là phục vụ trong niềm vui và hy vọng. Nói về khẩu hiệu giám mục, Đức cha Giuse cho biết vui mừng và hy vọng là hai câu đầu của hiến chế mục vụ về giáo hội của Công đồng Vatican II. Từ phục vụ được thêm trước khẩu hiệu là ước mong của cá nhân Đức cha luôn luôn kiên nhẫn và nhìn thấy thành ý Chúa. Về huy hiệu giám mục, thánh giá biểu tượng cho niềm hy vọng, cây đuốc là biểu tượng hy sinh phục vụ và nốt son cách điệu là biểu tượng của niềm vui. Sau thánh lễ tấn phong, ngày 5 tháng 1 năm 2003, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên viết thư ngỏ để bày tỏ lòng cảm ơn của mình đối với các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân trong cũng như ngoài nước đã đóng góp vật chất và tinh thần cho thánh lễ tấn phong của mình. Từ năm 2007 đến năm 2016, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên kiêm nhiệm thêm vai trò Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài là một trong số 3 giám mục người Việt tham gia Đại hội Giới Trẻ năm 2008 tại Sydney. Hai người còn lại là Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân và Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc. Ngoài ra còn có Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương dẫn đầu đoàn Hoa Kỳ cũng tham gia đại hội. Các giám mục người Việt đã chủ sự thánh lễ đồng tế bằng tiếng Việt trong ngày đầu của đại hội, tức là ngày 16 tháng 7 năm 2008. Trong chuỗi các diễn biến tại nhà thờ Thái Hà và nhà Trung, khi Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đang tại vị,
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã đến dâng thánh lễ cầu nguyện tại nhà thờ Thái Hà để bày tỏ sự ủng hộ với giáo dân Hà Nội. Ngài đã có lời phát biểu như sau: "Trong tâm tình hiệp thông từ Hải Phòng, hôm nay chúng tôi lên tới đây trước nhất là để cầu nguyện tôn vinh Đức Mẹ và bày tỏ tâm tình hiệp thông của giáo phận Hải Phòng đối với giáo xứ Thái Hà và với các cha dòng Chúa Cứu Thế." Ngày 19 tháng 9 năm 2008, Đức cha Vũ Văn Thiên viết thư hiệp thông biểu lộ thái độ đồng tình với Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, kêu gọi chính quyền các cấp can thiệp để tránh làm xấu đi quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Trong thư, Ngài cũng cho biết luôn cầu nguyện và mong muốn có giải pháp ôn hòa cho vụ việc. Trong vụ cưỡng chế đất của gia đình giáo dân Phêrô Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên ra văn thư tuyên bố hiệp thông và kêu gọi cầu nguyện cho gia đình ông Phêrô Đoàn Văn Vươn. Sau khi nhận sứ vụ giám mục Hải Phòng, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên cho xây dựng tòa giám mục nằm cạnh nhà thờ chính tòa Hải Phòng. Năm 2012, Ngài cho xây dựng tiền chủng viện Geronimo Liêm. Ngoài ra, Ngài còn cho xây dựng trung tâm mục vụ và nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận. Từ ngày 22 tháng 7 năm 2013, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên với tư cách Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tổ chức tại Brazil. Cùng đi với Ngài có Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum và Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh. Ngoài ra, còn có 14 linh mục và 10 giáo dân đi cùng. Đức cha Giuse cho rằng giới trẻ là tương lai giáo hội nhưng đôi khi lại bị quên lãng và không được quan tâm. Đức cha Giuse mong muốn quy tụ và chỉ bảo cho giới trẻ các giá trị sống trong xã hội hôm nay. Trong đại hội lần thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tháng 10 năm 2016, Hội đồng đã bầu chọn Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên làm Phó Tổng Thư ký trong nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2019. Sau 15 năm coi sóc giáo phận Hải Phòng, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã phát triển từ số linh mục từ 20 lên con số 82 vị, từ 62 nâng lên 92 giáo xứ, các hội tu, dòng tu phát triển mạnh. Ngài cho thành lập và chia tách từ 3 giáo hạt thành 6 giáo hạt. Đồng thời, Đức cha cũng mời gọi các dòng tu về sinh hoạt tại giáo phận nhằm hỗ trợ những nơi xa xôi và khó khăn. Ngài cũng có mối tương quan hài hòa với chính quyền các cấp, quan hệ tốt với những người lương dân và quan tâm đến những người khó khăn, nghèo khổ, vân vân. Ngoài ra, Đức cha Giuse cũng là người quyết định nâng cấp các cơ sở của giáo phận, khởi đầu là tòa giám mục, rồi đến tiền chủng viện Thánh Geronimo Liêm, trung tâm mục vụ và nhà hưu dưỡng giáo phận, và gần đây là công trình tái thiết đền Thánh Hải Dương. Sau khi kết thúc sứ vụ tại Hải Phòng, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên cho rằng ước mong có hàng giáo sĩ không những giỏi về chuyên môn, mà còn có thể tham gia các lĩnh vực xã hội như Caritas, mục vụ giới trẻ và truyền giáo, v.v. Là ước mơ mà Ngài chưa thực hiện được trong thời gian làm giám mục giáo phận Hải Phòng. Ngày 17 tháng 11 năm 2018, Tòa Thánh loan tin Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Đồng thời, bổ nhiệm Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên làm Tổng Giám mục kế vị và kiêm nhiệm giám quản tông tòa giáo phận Hải Phòng trong lúc chờ ngày bổ nhiệm giám mục chính tòa mới. Trong văn thư của tòa giám mục Hải Phòng, Đức cha Giuse cho biết Ngài bất ngờ khi được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Trước ngày bổ nhiệm, một số tin hành lang cũng đã tiết lộ rằng Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên sẽ được chọn làm người kế nhiệm Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tại Hà Nội. Việc này cũng được chính Đức cha Thiên thừa nhận trong cuộc phỏng vấn ngay sau đó của báo Công giáo và Dân tộc. Khi được đại diện Tòa Thánh loan báo quyết định của Đức Giáo Hoàng đã chọn mình làm Tổng Giám mục Hà Nội, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên nói: "Tôi rất hạnh phúc khi ở giáo phận Hải Phòng chúng tôi. Nhưng nếu Tòa Thánh muốn chuyển tôi đi nơi khác, tôi xin vui lòng vâng theo." Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã cử hành thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày 18 tháng 11 năm 2018 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hải Phòng. Sau thánh lễ, nhiều đoàn thể và cá nhân đã đến gặp và chúc mừng Ngài với sứ vụ tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.
Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh ra văn thư loan báo cho giáo dân biết tin bổ nhiệm Tổng Giám mục Hà Nội và kêu gọi cầu nguyện cho lễ nhậm chức Tổng Giám mục Hà Nội của Đức cha Thiên. Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2018, Phái đoàn các linh mục Tổng giáo phận Hà Nội đã đến giáo phận Hải Phòng để chào thăm tân Tổng giám mục của Tổng giáo phận. Đức tân Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng chia sẻ suy nghĩ của ngài rằng khi tiếp quản Tổng giáo phận Hà Nội, với vị thế ở thủ đô quốc gia và nhiều việc hệ trọng, ngài lo lắng về việc sẽ gặp nhiều thách đố mới. Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Đức tân Tổng giám mục Giuse dẫn đầu phái đoàn đến thăm Tòa giám mục Hà Nội. Đón tiếp ngài có vị tiền nhiệm của ngài là Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh cùng một số linh mục khác. Tại cuộc gặp này, hai bên trao đổi về tình hình mục vụ của Tổng giáo phận Hà Nội cũng như việc bàn giao Tổng giáo phận trong thánh lễ nhậm chức sắp tới. Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn bày tỏ sự vui mừng khi tòa thánh bổ nhiệm Đức cha Vũ Văn Thiên làm người kế vị cũng như tin tưởng bàn giao lại Tổng giáo phận Hà Nội cho Đức Tổng mới. Ngày 4 tháng 12 năm 2018, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cử hành thánh lễ tạ ơn và chia tay giáo phận Hải Phòng. Chiều ngày 16 tháng 12, Tổng giáo phận Hà Nội cử hành nghi thức đón Đức tân Tổng giám mục tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Nghi thức đón tiếp có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh cùng đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc Tổng giáo phận Hà Nội và giáo phận Hải Phòng. Trước sự cảm động, Đức Tổng Giuse cho rằng sự đón tiếp là biểu hiện của tình yêu mến, tình hiệp thông và sự kỳ vọng của mọi người đối với ngài. Trước đó, một phái đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã đến Tòa giám mục Hải Phòng để đón tân Tổng giám mục, gồm có Đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, các linh mục trong ban tư vấn, các linh mục quản hạt, đại diện các dòng tu và một số giáo dân. Sau nghi thức đón tiếp ngắn gọn, Đức tân Tổng giám mục về ở tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2018, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến chúc mừng tân Tổng giám mục Hà Nội, đồng thời gửi lời chúc mừng Giáng sinh của thành phố đến các linh mục, tu sĩ, giáo dân Tổng giáo phận. Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên bày tỏ sự cảm kích với sự quan tâm của chính quyền. Ngài cũng khẳng định tiếp nối công việc của các vị tiền nhiệm đảm bảo hoạt động nằm trong khuôn khổ pháp luật và mong được góp phần vào quá trình phát triển của Hà Nội. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng mong đợi trong quá trình quản lý giáo phận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền Hà Nội. Tối ngày 17 tháng 12 năm 2018, Đức tân Tổng Giám mục Giuse cử hành nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với giáo hội. Lời tuyên thệ của ngài được tuyên bố bằng tiếng Pháp. Nghi thức tuyên xưng đức tin có sự chứng kiến của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám mục phụ tá giáo phận Oran đến từ Hoa Kỳ và Đức Giám mục Kevin Van, Giám mục chính Tòa giáo phận Oran. Ngoài ra, còn có 14 Đức Giám mục khác đến từ các giáo phận trong nước. Thánh lễ nhậm chức của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên được cử hành tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Tham dự thánh lễ nhậm chức này có phái đoàn tòa thánh và đông đảo giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ nhiều giáo phận khác nhau. Nhân dịp nhận chức vụ mới tại Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng đến chào thăm Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam. Tiếp ngài có ông Vũ Chiến Thắng, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ. Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2019, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên viết thư chúc xuân gửi đến giáo dân, giáo sĩ và tu sĩ thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Trong thư ngài cho biết, sau khi nhậm chức ngài đã có dịp đến thăm một số giáo xứ, tiếp xúc với các linh mục và giáo dân và được họ đón tiếp nồng hậu. Đức Tổng Giám mục cho rằng, để có thể điều hành Tổng giáo phận, ngài cần mọi người, nhất là các linh mục cộng tác và cầu nguyện, cũng như bày tỏ sự mong đợi có thể xây dựng Tổng giáo phận Hà Nội thành một gia đình yêu thương và phát triển để giới thiệu Thiên Chúa cho xã hội. Ngài cũng kêu gọi mọi người hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đau yếu để có một cái Tết thêm phần ý nghĩa.
trong dịp tĩnh tâm linh mục Tổng giáo phận Hà Nội ngày 4 và 5 tháng 3 năm 2019, Đức Tổng giám mục Giuse cho bầu chọn chức danh Tổng đại diện. Kết quả cuối cùng, Đức Tổng đã bổ nhiệm linh mục Anton Nguyễn Văn Thắng làm Tổng đại diện Tổng giáo phận Hà Nội. Sáng ngày 9 tháng 3 năm 2019, Đức Tổng Giuse đã chủ sự nghi thức tuyên xưng và nhận chức của cha Anton Nguyễn Văn Thắng tại nhà nguyện Fatima trong khuôn viên tòa Tổng giám mục Hà Nội. Ngày 14 tháng 4 năm 2019, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên tham gia Đại hội Giới trẻ mùa chay năm 2019 tại Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài đã có bài huấn thị với chủ đề Đức Kitô là ai? Đầu tháng 5 năm 2019, Đức Tổng Giuse gửi thư đến giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội nhằm kêu gọi mọi người cầu nguyện cho những người đi theo con đường tu trì. Cầu nguyện cho Tổng giáo phận Hà Nội và cộng tác trong công việc đào tạo giáo sĩ tại Đại chủng viện. Trong thư, Đức Tổng cũng nhắc lại vấn đề đào tạo chủng sinh là trách nhiệm chung của mỗi giáo dân. Ngài cũng nhắc đến truyền thống đóng góp và quyên góp cho việc đào tạo chủng sinh vào ngày Chúa Nhật thứ tư mùa phục sinh. Việc này đã có truyền thống từ nhiều năm nhằm hỗ trợ cho việc đào tạo nhân sự. Nói đến ước muốn tu trì, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh ý định đến từ Thiên Chúa nhưng có khởi đầu từ gia đình và chịu ảnh hưởng bởi linh mục chính xứ cũng như cộng đoàn giáo xứ. Chính vì vậy, Ngài yêu cầu các phụ huynh cũng như các linh mục quản xứ lưu ý hỗ trợ các trẻ em có ý định tu trì. Ngày 1 tháng 6 năm 2019, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên tham gia lễ bế giảng khóa thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Nhân dịp này, Ngài cũng chính thức bổ nhiệm ban giám đốc mới của Đại chủng viện. Cụ thể, Ngài bổ nhiệm cha Bruno Phạm Bá Quế làm giám đốc và cha Giuse Nguyễn Văn Diễm làm phó giám đốc. Cũng kể từ tháng 6, quyết định thành lập 10 giáo xứ mới và 4 giáo họ trong địa bàn Tổng giáo phận Hà Nội chính thức có hiệu lực. Quyết định này được Đức Tổng ấn ký ngày 25 tháng 5 năm 2019. Tổng giáo phận Hà Nội với sự chứng kiến của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã cho chuyển di cốt của cha Gioan La San Nguyễn Văn Vinh đặt dưới chân bàn thờ Thánh Anton tại nhà thờ lớn Hà Nội vào ngày 2 tháng 6 năm 2019. Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Đức Tổng giám mục Giuse tuyên bố bổ nhiệm ban tư vấn Tổng giáo phận gồm 9 linh mục là linh mục Anton Nguyễn Văn Thắng làm Tổng đại diện giáo phận, linh mục Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy Tổng quản lý, linh mục Bruno Phạm Bá Quế làm giám đốc Đại chủng viện và các linh mục quản hạt. Ngày 23 tháng 6, Đức Tổng giám mục cử hành nghi thức làm phép trung tâm hành hương nhà thờ lớn Hà Nội. Đây là nơi dùng để đón tiếp khách hành hương đến với nhà thờ lớn Hà Nội. Chiều ngày 23 tháng 6 năm 2019, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đi Roma để nhận dây pallium dành riêng cho các tổng giám mục. Tháp tùng Ngài có cha thư ký Gioan Nguyễn Văn Toàn. Trước khi đến Roma, Ngài đến Pháp để hành hương tại Lycia, quê hương thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu và viếng thăm địa điểm Đức Mẹ Maria đã hiện ra tại Lộ Đức. Ngài chính thức đặt chân đến Roma vào tối ngày 27 tháng 6. Trong ngày 28, Ngài gặp gỡ Đức Hồng Y Tổng trưởng truyền giáo Fernando Filoni và Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Vào lúc 9 giờ 30 phút giờ Roma, tức là 14 giờ 30 phút giờ Việt Nam, thánh lễ trao dây pallium cho các tân tổng giám mục được cử hành. Trong số này có Đức Tổng giám mục Vũ Văn Thiên. Tham dự thánh lễ này có các linh mục đi cùng và nhiều đoàn giáo dân hành hương cũng đến tham dự. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho hãng thông tấn Vatican News nhân dịp đến Roma nhận dây pallium, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên cho biết cảm xúc bồi hồi và xúc động khi đến Roma. Nói về vấn đề mục vụ giới trẻ, Đức Tổng giám mục Giuse cho biết Ngài thao thức về việc giữ đạo cho những người trẻ khi lên thành phố và việc giới thiệu đạo Chúa cho những người trẻ ngoài tôn giáo. Ngài cho rằng sự tham gia của giới trẻ trong việc truyền giáo còn hạn chế. Nói về việc kiêm nhiệm chức giám quản giáo phận Hải Phòng và thông tin về vị tân giám mục giáo phận Hải Phòng, Đức Tổng giám mục cho rằng đây là một công việc vất vả khi phải chăm sóc mục vụ cho hai giáo phận, phải đi lại giữa Hải Phòng và Hà Nội trong vòng 2 giờ đồng hồ trên cung đường 100 km. Đức
Tổng Giám Mục cũng cho biết Ngài đã xin và Tòa Thánh sớm lo liệu cho giáo phận Hải Phòng có tân giám mục. Ngài cũng bày tỏ sự hy vọng việc này nhanh chóng được xúc tiến để hoạt động tôn giáo tại hai giáo phận tiến đến ổn định. Sau chuyến đi nhận dây pallium tại Roma, Đức Tổng Giám Mắt Giuse có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ và châu Âu. Trong khoảng thời gian này, Ngài viếng thăm giáo phận Oran là giáo phận kết nghĩa với Tổng giáo phận Hà Nội. Tại đây, Ngài tham dự thánh lễ khánh thành nhà thờ chính tòa mới của giáo phận Oran vào ngày 17 tháng 7 năm 2019. Đức Tổng cũng tham dự buổi gặp mặt của Hội Bảo trợ Đại chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội vào ngày 22 tháng 7. Trong suốt chuyến đi từ châu Âu đến Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám Mục đã gặp gỡ các linh mục, chủng sinh và các nữ tu đang du học, cũng như các giáo dân đàn làm ăn và sinh sống tại hải ngoại. Ngày 6 tháng 8 năm 2019, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã chủ sự nghi thức trao dây pallium cho Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên tại nhà thờ lớn Hà Nội. Các giám mục trong Tổng giáo phận Hà Nội tham gia nghi thức này bày tỏ sự hiệp thông và tình huynh đệ với Đức Tổng giám mục. Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2019, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự thánh lễ cho Hội Doanh nhân Công giáo tại nhà thờ lớn Hà Nội. Ngài cho rằng sự thành lập hội nhằm sửa quan niệm cũ là người Công giáo quê mùa, ít học và nghèo khổ. Ngài muốn cho thấy người Công giáo cũng thành đạt và cũng đóng góp nhiều cho xã hội. Đầu tháng 9 năm 2019, trong buổi tĩnh tâm linh mục, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên thông báo di rời khoa chức của Đại chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội ra khỏi khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Ý định này được Ban Tư vấn tán đồng 100%. Ngoài ra, Ngài cũng công bố chương trình mục vụ cho Tổng giáo phận trong 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022 với chủ đề lần lượt là Nên Thánh, Hiệp Thông và Truyền Giáo. Ngày 6 tháng 9 năm 2019, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên gửi thư đến các tầng lớp giáo dân nhằm trình bày thực trạng khó khăn tại miền Trung Việt Nam, nhất là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình gặp phải tình trạng mưa nhiều khiến mực nước dâng cao, cuốn trôi tài sản và gây lũ lụt nghiêm trọng. Ngài kêu gọi thực hiện truyền thống tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt. Việc quyên góp được thực hiện tại các giáo xứ trong thánh lễ ngày 8 tháng 9, sau đó chuyển về Tổng giáo phận. Đức Tổng giám mục Giuse đã đại diện cho giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội gửi số tiền quyên góp được đến giáo phận Hà Tĩnh là 500 triệu đồng. Ngài còn đại diện cho giáo dân giáo phận Hải Phòng gửi số tiền ủng hộ cho giáo phận Hà Tĩnh là 300 triệu đồng. Tòa giám mục Hà Tĩnh đã có văn bản xác nhận và gửi lời cảm ơn về nghĩa cử cao đẹp này. Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 9 năm 2019, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên tham dự tuần lễ hành hương các thánh tử đạo tại Tổng giáo phận Seoul, Hàn Quốc. Tháp tùng Ngài là cha Alfonso Phạm Hùng, chánh văn phòng Tòa Tổng Giám mục, và cha Anton Trần Quang Tiến, linh mục chính xứ sở kiện. Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2019, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên tham gia Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 14 tại Hải Phòng. Với tư cách giám mục nơi đăng cai đại hội, Ngài đã đón tiếp các đoàn giám mục khác đến tham gia kỳ họp vào chiều ngày 30 tháng 9. Ngài cũng có buổi trả lời phỏng vấn về nội dung của kỳ đại hội này. Tại kỳ đại hội lần này, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên được bầu làm Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục trong nhiệm kỳ từ năm 2019 đến năm 2022. Ngày 5 tháng 12 năm 2019, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên viết thư mục vụ Giáng sinh gửi đến giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội. Trong thư, Ngài cũng triển khai các chủ đề năm mục vụ 2020 của Hội đồng Giám mục Việt Nam với nội dung đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện và chủ đề của riêng Tổng giáo phận Hà Nội là Nên Thánh. Nói về giới trẻ đang có nhiều người mất niềm tin, lạc hướng và lệch chuẩn trong suy nghĩ và ứng xử, Đức Tổng Giám mục hy vọng với sự quan tâm của các linh mục, phụ huynh và các giáo xứ sẽ hỗ trợ các người trẻ trở thành người có ích cho xã hội và giáo hội. Ngày 16 tháng 2 năm 2020, với tình hình dịch COVID-19 bùng phát, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã gửi thông báo đến toàn thể hàng giáo sĩ và giáo dân Tổng giáo phận.
Trong thư, ngài đề nghị tại các giáo xứ phổ biến kinh xin ơn chữa lành, tổ chức nghi thức trầu thánh thể và lần hạt mân côi, v.v. để cầu nguyện trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Ngài cũng đề nghị các linh mục trong tổng giáo phận cử hành và sinh hoạt mục vụ cách thận trọng như nghi thức rước lễ trên tay, dùng khẩu trang, miễn trừ luật lễ buộc, hạn chế tập trung đông người để phòng tránh dịch bệnh lây lan. Trả lời phỏng vấn đài Vatican News tiếng Việt trong bối cảnh Việt Nam đang đối phó với COVID-19, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cho rằng người Công giáo cần cầu nguyện với Thiên Chúa, không nên hoảng loạn, không chủ quan và kỳ thị với những bệnh nhân. Ngài kêu gọi mọi người bình tĩnh, thể hiện lòng bác ái và tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua việc tham gia các hoạt động phòng tránh dịch bệnh. Đức Tổng Giám mục cho rằng đây là dịp nhận ra bản chất con người mỏng manh, đầy giới hạn và cần sám hối trở về với Thiên Chúa. Ngài nêu quan điểm dịch bệnh không phải là sự trừng phạt của Thiên Chúa, nhưng sự phá hoại công trình sáng tạo của Thiên Chúa nhiều khi do con người tạo nên các đại họa. Trong kỳ đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15 tại Hà Nội, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2025. Trong bài viết 16 năm một hành trình, đăng trên trang mạng điện tử Báo Công giáo và Dân tộc, tác giả bài báo nhận định, suốt 16 năm trong toàn địa phận Hải Phòng, không một sứ đạo, họ đạo nào mà Ngài chưa từng đến, nơi nào ít nhất thì cũng vài lần. Dù có nơi chỉ ghé ban bí tích thêm sức hay thăm mục vụ ngắn ngủi, nhưng Đức Cha vẫn chiếm trọn tình cảm của bà con. Với tâm niệm phục vụ trong niềm vui và hy vọng, vị chủ chăn đầu tiên xuất thân từ giáo phận đã thay đổi diện mạo của xứ sở quê mình. Tất cả như Ngài nói là để trả món nợ tình yêu. Kính thưa cộng đoàn, như vậy, tính đến năm 2024, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã tròn 64 tuổi với 36 năm linh mục và 22 năm trong sứ vụ giám mục. Chúng ta cùng chúc mừng và hiệp ý cầu nguyện để Ngài hoàn thành tốt sứ vụ mà Thiên Chúa và Giáo hội đã giao phó. Trên đây là những thông tin khái quát về cuộc đời của Đức Tổng Giám mục Giuse được tổng hợp từ một số nguồn tư liệu khác nhau. Chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment vào phần bình luận dưới video. Xin quý vị ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem.